Tại khu vực trường đua xanh đầm thị nại, thành phố Quy Nhơn, đội F1H2O Bình Định, Việt Nam đã đưa toàn bộ 3 con thuyền công thức 1 ra sân bãi để lắp ráp động cơ, chuẩn bị cho chặng đua Grand Prix ở Bình Định vào ngày 29 đến 31 tháng 3 tới đây. Thuyền máy được sử dụng trong giải đua là thuyền hai thân tốc độ cao, độ linh hoạt cực tốt, chiều dài thuyền 6m, chiều rộng 2m, trọng lượng thuyền lên tới 390kg trong khi động cơ đã chiếm gần 120kg. Động cơ mà thuyền máy thuộc giải đua sử dụng là loại V6 2 thì, đốt 120 lít nhiên liệu mỗi giờ để trả về công suất hơn 400 mã lực ở 10.500 vòng tua máy trên một phút. Thuyền có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km h trong chưa đầy 2 giây và có tốc độ tối đa trên 250 km h Theo ước tính, mỗi chiếc thuyền đua F1 có giá lên tới 750.000 USD, tương đương 18 tỷ đồng. Chưa kể chi phí để lắp ráp thêm linh kiện, phụ tùng cho máy. Đội Bình Định, Việt Nam sở hữu 3 con thuyền. Số 1 là của đội trưởng Jonas Anderson điều khiển. Số 2 là của tay đua Stephen Aran và có thêm con thuyền dự bị. Và đây là lần đầu tiên khán giả hâm mộ ở Bình Định có cơ hội mục sở thị con thuyền đắt giá này. Với lợi thế là chủ nhà, đội đua F1H2O Bình Định, Việt Nam có mặt sớm tại khu vực dành cho các vận động viên và bắt tay vào các công tác căng lều trại, sắp đặt khu vực kỹ thuật chỉnh sửa máy. Các thành viên của đội gồm 3 chuyên gia kỹ thuật, một điều phối, hai tay đua là đội trưởng Jonas Anderson, 49 tuổi, Thụy Điển và Stephen Aran, 21 tuổi, Estonia, tất bật làm việc. Ba con thuyền máy của đội được kéo ra, trong đó có hai con chính thức thi đấu, hai con thuyền mang số hiệu 1 Bình Định Việt Nam Team và một con thuyền mang số hiệu 2 Bình Định Việt Nam Team. Khu vực cắm trại của toàn đội trong các ngày diễn ra giải đấu sẽ ở gần bên trái khán đài đua, người hâm mộ có thể nhìn thấy sắc đỏ nổi bật và logo màu cơ của Bình Định Việt Nam khát khao mang lại chiến thắng cho đội nhà vào cuối tháng 3 này ở đầm thi này. Cả hai tay đua Jonas và Stephen đều thể hiện sự quyết tâm cao độ. Vì vậy, cả đội có mặt sớm hơn dự kiến để nghiên cứu mặt nước, cũng như họp bàn có chiến thuật thi đấu tốt nhất tại cuộc đua vào ngày 29 đến 31 tháng 3.